Chức năng cuối cùng trong thanh công cụ này tạo độ zoom của tấm hình. Các bạn chọn đối tượng và vào filter, click select và chúng ta chọn fragment. Sau khi chọn xong, các bạn thấy rằng đối tượng chúng ta ngay lập tức có một độ zoom. Độ zoom này sẽ để mặc định default, các bạn không có quyền tùy chỉnh. Chức năng này chúng ta cũng có thể áp dụng để giả lập những đối tượng tranh vẽ tay, tranh chì.